Mưa bão rồi đấy, tới không biết mặn được không nữa, có tiền nữa. Con cái học hai ba buổi cầu thiệt chứ, Chị em đang ngồi buồn. Buồn cái gì mà buồn? Thế này buồn mà buồn gì mà buồn trời. Mấy đứa nhỏ đi học gần ngọc học ngày hai ba buổi thấy mặn không được rồi thêm tiền nghỉ mặn thì mình nghỉ ăn. Trời ơi nghỉ ăn sao nghỉ ăn được, ông nghỉ ăn được không? Thế bây giờ không rồi, giờ chưa rồi mình chưa là làm gì, đang nào gầu lên đấy hả? Rồi làm gì thế này, có con rồi mà còn đơn chiếc với trời. Có anh có em gì đó, nhà con đứa không có vui. Ủa bộ anh tính thành nguyên đội bóng hay vậy? Gì trời ơi, hồi xưa người ta đẻ đông người ta nhờ con, còn mình bây giờ mình đẻ ít mình nhờ của. Ủa đâu cũng thấy làm cứ đủ ăn quanh năm một quẹt quẹt không có dư đồng nào. Thì gắng làm vậy chứ mấy tháng trước á, thì mặn á, mặn trước trả sau á, tiền cũ đổi tiền mới hết rồi. Mượn tiền trước của bà mẹ thì lãnh lương trả lại bả hết rồi. Rồi sau mượn nữa thì có mấy tháng này mới hơi dư dư chút thôi chứ có đâu. Đòi đẻ nữa rồi bụng miệng lại nghỉ ăn hả? Không lẽ giờ con đứa con gái giờ phải kiếm thêm thằng trai. Đẻ rồi toàn là em giữ không? Vậy em đẻ em giữ rồi anh đi làm anh kiếm tiền về anh nuôi. Trời ơi con á, con bệnh cũng mình giữ. Thế hồi á, tới thì chồng bệnh cũng mình giữ. Mình chăn có ai đâu chăn tiếp. Mà tới hồi gì á, cũng kêu mình trơn. Tới hồi ấy cái giận hờn. Mà nói nghe nè, sao bữa nay thấy gì sáng hớ vậy? Ủa gì à? Hồi đó tới giờ á, em đen hả? Tối hả? Không, ý anh nói là bữa nay bận bộ đồ đâu mà sáng dữ vậy. Bộ đồ này con út nó cho. Rồi chứ có tiền đâu mua. Hai bạn đồ sáng hới này. Thôi giờ mình đi vô chồng mình nắng em bé đi. Nắng em bé tối ngày. Trời trời nhỉ. Chí kỳ bụng cái miệng lên không cho ăn uống gì chân quá. Tìm tay tìm chân vô cho nó đủ. Mà con út ở nhà nữa mà. Thầy ơi giờ này mà đừng có sợ. Nó mà kêu đi đâu là đi đó à. Dễ lắm. Dễ gì hồi anh kêu đi. Chứ nó còn thức tạo cái con đó thôi. Nó thấy cái đổi chứ bụng quá. Thôi mình chạy bộ mình dũng đi ra ngoài hè đi cho nó ngủ chưa. Ngủ trong phòng. Vậy đó anh hồi anh kêu nha. Gì đi. Lẹ lẹ đi. Đi vô nắng em bé liền đi. Đi đi. Con coi gì vậy Như? Thôi con thích chó. Thích chó hả? Ồ mỗi này đẹp nè. Hả? Ủa sao giờ này hai gì cháu ngồi đây? Ở đây chơi đâu? Đi ra sao đi đưa cho bé Như ngủ đi. Ở ngoài có giỏng. Tự nhiên ở đây không ngủ đi ra sao ngủ? Không, ở ngoài có giỏng đưa cho em ngủ đi. Thôi nó chưa có ngủ đâu. Này, nó đòi hả? Nó đòi ngủ ngoài kìa. Ở đây anh bằng công chuyện. Nó cũng ngủ ở đây kìa. Rồi rồi. Nhà có một cái phòng mà. Thôi đi. Có cái thì, phòng. Thì bốn đứa mình ngủ chung. Con giận đó. Thôi, con với dì Út đi ra ngoài mà làm giỏng này, ở ngoài có giỏng mát mát được. Rồi rồi anh với chị làm gì? Anh chị làm công chuyện. Làm chuyện gì cho em làm chứ, công chuyện em làm giỏi lắm. Không được. Em không có biết đâu công chuyện của người lớn rồi. Em không biết làm. Sao? Làm hư đường hư bột hết. Cái gì em làm cũng được hết trơn á. Em làm giỏi lắm. Không làm gì đâu em làm chứ. Không 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 không. Làm gì? Không 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 được không được. Chắc nó ra ngoài đi. Anh ấy chị mà công chuyện lẹ đi. Đó. Chuyện gì mà lẹ em mặn cho. Lẹ đi tới công chuyện gọi. Công chuyện gọi. Bữa nay hai chồng ông này mờ ám chứ trời. Mờ ám gì đâu. Đi nha. Đi đi. Không đi không? Đi thì ra ngoài về chiều ra mua sữa cho Như uống. Ok không? Đó. Rồi, vậy thôi đi. Hai đi. Cháu mình đi. Hay làm đi. Cái gì mà. Nhà có cái phòng mà nằm hoài. Đây làm gì mà cấm phòng mờ ám chứ trời. Lẹ đi em ơi, lẹ đi. Thôi thôi thôi, đem vô, đem vô. Lẹ đi.
Rồi, hai cháu đâu hết rồi? Đi ra ngoài hết rồi. Hay dữ trời, nói làm sao chứ dễ. Ủa, gì nãy giờ mà đi đâu hả? Ờ, núp ở đó kìa. Để cho anh làm cách nào nữa đi, chứ dễ gì mà hai cháu nó đi. Thôi thôi thôi, dạ, giờ mình vô đi. Với lẹ đi. Vô đi. Vô đi, mặn công chuyện lẹ đi. Để nó vô đúng bây giờ nè. Nghe con ngủ đi, Út đưa cho con nha. Ủa ơi, với dầu. Út ơi, con nói con muốn ăn mì chính. Sao nãy ở chỗ không ăn? Đó. Ăn mì hả? Mì chính hả? Giờ này chắc chưa mà hai chồng ông bả đóng cửa làm gì vậy trời? Làm chuyện mờ ám quá. Mà làm công chuyện gì? Thôi để mình vô sẵn, mình lấy mì cho Như. Sẵn mình vô mình coi hai chồng làm chuyện gì á. Con nằm đây nha. Mì chính đúng không? Rồi rồi, để Út đi vô nha. Chạy nằm xuống đi. Cái gì đâu trời lẹ, ơi. Lẹ lẹ đi, tranh thủ đi để mấy đứa nó vô anh ơi. Nó ngon gì đâu á, để ăn cái từ từ mình thưởng thức chứ, mình ăn liền nó không có ngon. À hơi tờ, nhà có công an ở nhà mà ăn từ từ. Công an nó đi hết trơn rồi, không có nhà đâu. Lỡ nó vô bắt tử rồi sao không biết nữa. Thoải mái đi, thoải mái đi. Chị ơi, chị ơi. Trời ơi, trời đó đó, thấy chưa? Em đó, thấy chưa? Để ra coi. Để ra coi. Để em đi ra, để em đi ra. Khoan khoan khoan. Để mặc đồ. Làm gì vậy? Lấy cái quần lên đi, lấy quần lên. Chị ơi. Gì vậy? Gì vậy? À, bé Như nó đòi ăn mì. Mì để đâu ạ? Ăn mì hả? Trời ơi. Trời. Thôi 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 nè, ăn đại đi. Rồi đem đi ra chủng cho cháu ăn đi, rồi đi đi. Sao đi ai mà cái quần gì đi đi đi. Nè mì nè, có mì rồi nè. Nãy mẹ con la đó, mẹ nói giờ này Như không ngủ mà còn đi ra đây. Phải mì này không? Phải, nhưng mà trứng đâu? Ủa? Chết, nãy đi vô mẹ la cái Út quên luôn rồi, ăn trứng nữa hả? Thôi nghỉ trứng đi. Trứng nữa hả? Vậy thôi Út đi vô, Út lấy trứng nha. Ngồi đây đợi nghe không? Ôi, nãy quên mất tiêu. Qua lẹ ra Út ơi. Ok ok. Ủa, trời đóng cửa nữa rồi. Mới đi đây đóng cửa rồi trời. Anh gửi ai chị ơi? Không, mở cửa anh gửi ai chị ơi? Ai hả? Em Út nè. Sao ban ngày mà đóng cửa chi vậy? Ma không đó. Cái gì vậy? Cái gì? Có chuyện gì không? Ô quần này của chị em mà. Mẹ sọt lộn rồi. Sao mặc quần này không kia? Con làm công chuyện gì cho em coi chứ? Đừng coi, con nhỏ coi không có được. Ban ngày đóng cửa ma không đó. Nắng em bé. Nắng em bé gì? Em nắng được rồi, em thôi, nắng thôi, tiếp. Thôi. Con nhỏ không có coi được. Không, em nắng tiếp cho. Nắng sao em nắng được cho, em giỏi lắm. Cái này người lớn có tay nghề nắng mới được. Được khó chứ ạ? Có lấy gì không? Để lấy cho. Sao cái... Đừng có giỡn, đừng có giỡn. Ừ, cho em xin cái trứng cho Như ăn mày. Trứng hả? Trứng đi đây. Cái trứng. Mẹ đi. Mất công chuyện à. Đi đi. Trời. Chị ơi. Trời. Bà ơi, bà làm gì bà ghen dữ kìa. Cậy người ta đi. Thôi cậy người ta đi. Bà sao có sao không chạy? Làm gì gấp dữ vậy trời. Có cái trứng mà gấp mà đuổi đi dữ hả? Làm gì đâu á. Quà. Lạnh hả? Lạnh ở đây đâu có mệt đâu ta. Ăn no ta ngủ đi. Con lạnh quá. Mà trời mưa tới rồi nè. Trời mưa tới đây tạt không biết. Thôi mình đi vô nhà ha. Đi vô nhà đi, trời mưa ở đây tạt nữa. Chắc này gió lạnh nằm cái là lạnh quéo luôn á. Đi thì mình đi vô nhà. Trời ơi, ăn mì no còn thêm ăn bánh nữa. Lẹ vô để mưa ướt mình. Mẹ ơi, mở cửa cho con lạnh quá. Trời ơi, giờ này đóng cửa nữa rồi. Mở nè, vô được nè. Ê, vô. Vô. Mẹ ơi, vô trong một chút mà không ngủ. Trời, cho Như ngủ nè. Mặc lộn quần kìa.
ơi, cô đi ra sao đi vô ra quại gì? Không phải mưa à, gió lạnh như lạnh ngủ ngược vô đây mượn phòng ngủ. Ừ, không mà ngăn gì được hết. Lộn quần kìa, nói lộn quần kìa anh gái ơi. Ôi là trời, có hồi chị lấy mời. Mày có không đâu đâu. Ủa, chị mặc lộn quần kìa. Mặc lộn quần ngủ không rồi. Ôi là trời. Bữa nay ngày gì mà hai chồng mặc lộn quần với nhau trời. Thôi kệ đi, mình vô mình ngủ. Ok.